Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về khơi thêm muôn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới. Này qua vùng cao đem tới miền xuôi, đây trẻ quê tôi vui những ngày hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi. Có thầy dạy thầy. Chúc mừng thầy như ngày 20 tháng 11 nhé. Trời ơi, bố đâu ạ? Đâu ạ? Hôm nay kiếm được bộ quần áo đẹp thế. Có thể muốn cảm ơn Xuân nữa à? Phải nói dài dài, mọi người đến chúc mà. Tí nữa vào quán phở rồi mời anh ba ché. Làm 2 phút. À được. Nhất trí. Cho anh lái cho vững tay. Đợi. Thôi Việt theo kìa. Ai về thăm quê hương tôi, đang phải tính ngày mai là chủ nhật có gì em phải bắt xe có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về khơi thêm muôn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới. Ngày qua vùng cao đem tới miền xuôi, đây trẻ quê tôi vui những ngày hè đỗ. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi. Sao nói đâu rồi? Không đi theo ông chủ đâu. Xấu hổ. Ông Mạnh ở ngoài đi nhá. Mặc tiếng này. Em không biết chụp ảnh đâu. Cho em một cô để đời đấy. Yên tâm mà một phát một ăn ngay. Một kiểu thôi. Một chuyến đi chỉ cần một kiểu là được. Và giống vườn hoa nhà mình mà. Thế là mình tự thuộc bài không kiểu. Màu đấy rồi. Em tí. Hai. Em tí. Bật đi nhá, từ từ để em làm màu. Ấy, trong đây với chỗ kia thì đang cái gì kìa. Liên ơi. Tám giờ 50. Còn toilet ở đâu? Đi bên đó tới giờ ra thôi đó. Cái bản bắt được gạch bản mang về nhé.
Chưa kìa, kìa, cái nhà chưa, cái bầu vàng mình lấy cái. Dạ. Dạ, bà đứng đi. Cái nhà kia kìa, cái nhà kia. Ừ, đứng đi cho nó. Chỗ nào mẹ? Chỗ đấy thì vẫn hơi ngược nắng anh sợ. Hơi ngược nắng nhưng mà đánh vẹn ở đây. Đi ở đây, ở đây. Tiếng khen trầm đục buồn cho như nước sông mùa lũ, tiếng khen nhọn sắc như đá tai mèo lạnh buốt ngày đông, tiếng khen mong không trắng bóng như những dải mây buộc vào đá núi, nghe tiếng khen em nhờ thấy lòng bối rối người mắc nợ thấy lòng bồi hồi như đợi người yêu. Đánh những lớp thử gạo khăn đen trong mắt mạ, mắt mạ. Anh ơi có bị dính không? Không anh ạ, có không kiểu không dính. Nó tạo dáng. Rồi em ra miền núi này quá đẹp rồi. Chụp chụp cho em. Đúng rồi. Đây về có mặt trường mình lung lộn lên. À đây máy hoa bảng. Hello. Chào mừng các bạn đến với Hà Giang. Hôm nay đoàn KN290 cùng một số phu nhân đi kèm để nhỡ bị chồng bị bắt, hiểu không? Đấy. Đến thăm Hà Giang và đây là điểm check-in đầu tiên. Và chưa được đến đây 30 phút đã bị mất hết gọi là thông tin rồi, lộ. Lộ, nghĩa lộ. Anh Sơn này. Vẫn nghe tiếng khen. Tiếng khen trầm đục. Không, 12 giờ chứ muộn, đang bảo 11 giờ chứ muộn rồi thì anh hỏi là như còn có chuyến 10 giờ không? Tại vì bạn nói là 30 phút một chuyến mà không có hãng này thì có hãng này. Lạnh buốt ngày đông, tiếng khen mong không trắng bóng như những dải mây buộc vào đá núi, nghe tiếng khen thấy lòng bối rối như người mắc nợ, thấy lòng bồi hồi như đợi người yêu. Xa Hà Giang, xa Hà Giang. Đâu đoàn mình đấy, tổng thể trong này đi em tao ngồi tổng thể đi, tối anh thưởng rượu cho. Năm cô kia đâu? Năm cô kia đâu? Năm cô miền Nam nó bảo ra đây giao lưu với đội này luôn. Say xe lắm thì nghe đấy bạn. Năm cô sinh nhật. Thế à? Thế. Em một chút sau nhá. Chưa xong đâu, chưa. Ai chụp cho tôi. Chưa xong đâu. Anh vào đi em chụp đẹp cho. Lắm, từ tôi chụp anh cho. Em đã. Chưa được. Xong rồi. Mỗi người lấy một kiểu lưng nhá. Không, em không chụp lưng. Quá đẹp rồi. Quá đẹp luôn à. Rồi, tôi sẽ sửa ảnh của tôi đầu tiên. Rồi. Anh Lực ơi, mông anh nào. Đúng bạn nữ rồi. Đứng bên này đi, đợi đi. Anh chuyển cho các bạn đây này, trưa nay không ở đây cũng không gì đâu. Leo được, leo được tam lên mà chụp đứng đôi chứ. Rồi, chưa được rồi. Làm cười nào. Selfie đó. Đây một nam bên này chứ do cân. Ok. Đấy, đúng rồi. Đấy, kia mình đứng ngay chỗ này. Kia đây, kia đây. Đâu có rãnh đi vào mà. Đấy, ngồi xuống rồi. Rãnh nuống thôi, nó ghi là không đi lên bậc kia dưới. Nói đùa chứ chắc có 35 bậc. Có hơn 100 bậc rồi. Mấy chục bậc rồi.
tí cặp chiều đi Lào nữa. Đấy, thị trấn Quảng Bạ nè. Vào đi, vào đi. Vượt tay họ rồi. Em đứng lại chạy sang đây. Còn cái chỗ này ngoằn ngoèo nhất thì là đẹp nhất. Vì lên cái đoạn đấy không chụp cái dãy xuống ấy. Có tên anh chưa? Có bổ sung tên anh chưa? Tại vì không ghép mà học lại á. Rồi để tôi tính. Tuần sau tôi sẽ không đi tỉnh nào cả. Ở nhà đón thầy. May quá, đang nói chuyện không nghe gì mình nói. Không có nói gì đâu. Không nói gì đâu. Lịch kiểm tra mà đến lượt sân hói cả. Trời nắng đẹp ghê. Trời nắng này đi, cao nguyên là đẹp nhất. Thầy, thầy Bắc thầy biết thầy thích. Trên lòi đôi ra một cá sấu ấy. Đường ngày xưa đấy Sơn, chiến tranh là đi đường này. Xong đợt vừa rồi trên mọi lần làm em lại đi đường dưới ở dưới suối rất là đẹp đấy, đây suối đây lại ô đi đường dưới nó đẹp lắm anh ạ. Nhưng mà bây giờ phải đi đèo này để các bạn lắm đèo và bây giờ người ta đi đường này hết đường này xong năm ngoái đường này đường dưới là bằng phẳng hơn này nhưng mà dọc là dọc suối luôn, lịch lắm lúc đấy. Sắc dịu bàn làng để ai ưa nhớ ai, gió xuân về đây mê say cánh hoa đào bay ở trong nắng, giữa non ngàn bao la ngô lúa mượt mà tươi xanh, lượn xì nhắn gọi giặc dịu lặn trong núi chờ đợi, nồng êm ấm cùng bập bùng lờ hồng bao đêm thu đông, gió ai đợi trắng lơi lăng lăng trong dịu dài.
chạm sập dìu bàn làng để ai ưa nhớ ai, gió xuân về đây mi say cánh hoa đào bay ưa trong nắng, giữa non ngàn bao la ngô lúa mượt mà tươi xanh, gỗ ai đi hội xuân rền vang trong hội rộn ràng quê núi, vui ơi là vui kìa ai trong đông người gió ai đợi trời lời tư về nơi thung vắng dưới xa bạn em, ơi người thương, ơi người thương nhớ ơi. Ôi nắng ơi, ơi trong màn đêm cho em nắng bừng trên đôi má, cho lời ca, quê sắc hoa đào tươi trên môi thắm cười xa. Sông lượn bay chơi vơi cho tình em như cánh chim mùa xuân trên khắp núi sông lượn bay chơi vơi cho tình em như cánh chim mùa xuân trên khắp núi sông lượn bay chơi vơi. Này hai cái đứa đi có ăn không? Hả? À, tiền đóng giống nhau mà cứ điện thoại thôi. Đang nắng, đang ăn tút. Một đứa báo cáo vợ, một đứa báo. Xuân thấy được không? Em. À, được. Cùng cái nhỉ? Cùng cái. Em. Ủa, đây. Kia ra. Rồi. Vừa yêu nhau xong mà ứng theo mỗi ảnh xong cái giờ. Nghe được không? Chỉ được một tí thôi. Thôi. Thủy, chú Bích kia Thủy. Tối về lại đánh nhau. Rồi chúng ta ủ. Nào. Giới thiệu hôm nay là thành phần của chuyến đi. Bây giờ lại còn cậy răng nữa, ông vô duyên mãi rồi. Làm lại. Ôi cũng kìa, đàn gã đâm đầu vào móc gươm ấy. Xem mạng có nhiều lần nữa. Đây là... Thôi, để anh quay giới thiệu anh nhé. Gáo rồi. Mỗi lần giơ lên phải hay. Làm việc cái hay lắm. Mình là hai. Nào, hai bạn thưởng thức tuần trăng mật thế nào? Ừ, xin giới thiệu mọi người, đây là Sugar Mommy của mình. Sugar. Mày cứ mời hết đi, mời nhiệt tình vào. Được.
Ok. Mày mời từ từ. Ờ đây quay em đi. Nhiều thế. Ờ chúc mừng thầy. Ờ. Ờ đây luôn. Ờ. Ờ từ anh đã chưa được. Ờ đây. Ôi chúc nhanh nhưng thầy say rồi. Thầy sơ sơ em mới chứng rượu đây. Phải thôi rồi. Thôi. Có cho đủ luôn đi. Thầy hôm nay chỉ đến đêm là thầy hết rồi. Ngày này của thầy. Ôi tranh thủ ăn lắm. Không được đâu. Thôi chúc mừng. Rồi nó bước ra ngoài thôi. Chúc mừng sinh nhật anh nghề của thầy. Anh đi bằng nhau à? Thầy có thấy là anh nghề của thầy nó cao quý. Cao quý. Chức cao vọng trọng. Đấy chị Ngọc thì biết em Mạnh rồi đúng không? Anh vẫn thường xuyên kể chuyện mà còn mở YouTube kênh của thầy Mạnh nên con xem ở hâm mộ luôn đấy, cả nhà hâm mộ luôn. Hôm nay là được đi du lịch cùng là cả một cái sự đấy đấy. Này bọn thì quan hệ nhưng mà là sao hơn chú là giống giống bố thế, là cũng hoài hoái. Rồi, chúc mừng hai luôn. Em ơn chị. Quá. Thì có lời gì không? Ôi, từ từ đi, đúng rồi, thôi, thôi, tối. Em muốn mua thì mày cái gì nhầm em, nhờ em đi. Ờ, nhờ, em nhờ, nhờ, nhờ. Nhờ kia. Mời thầy thì... À, Linh Sơn đây, Linh Sơn. Linh Sơn xong rồi, Linh Sơn gọi điện cho Biong ấy xem có chốc gì nữa. Này, đây, thầy em về với đời nhà nhá. Anh chị em phải nhớ thầy. Thầy yên tâm, sóng thì nó chỉ dồn dập một lúc thôi. Đây là anh còn chưa thèm gọi thằng hai đấy. Phải như cái lúc như này, anh cứ như bây giờ đang ăn, anh mới quay môi này giữa hai. Đấy, cho em cốc này, nó xin chào mọi người. Ê, đá đây. Cho em cốc nhá. Rồi, Xuân thì đã vào khách sạn rồi. Đổ. Các bạn mới kêu ở nhà. Đi với dai đúng không? Đi với dai đúng không? Nhưng mà chỗ này đâu có thể chuyển sang với anh lấy cam. Ừ, có lấy cam chỗ này không đẹp đâu. Linh ạ. Sơn ơi Sơn. Sơn có lấy cam vẫn được. Mà đi được góc này được này. Chưa có chụp lại. Anh chị ơi, Linh rút mình qua đây luôn đi ạ. Đợi chờ lâu lắm. Thôi qua đây đi, qua đây chụp lẻ rồi đi. Anh ơi, rồi. Đây rồi. Chưa dính tay rồi. Anh ở đây này. Chú này để cho em một số gì cần tôi này. Rồi. Đấy. Vào. Đẹp luôn. Đấy, đúng rồi, chuẩn. Bạn đứng được lên cái xe này. Đấy. Đẹp chưa? Áo say rồi. Nó quẩy nó rộng. Ờ, nó rộng thoải mái mà. Bắn bắn ấy ra. Vâng, sang lô sang góc kia đi ạ. Xong nhóm mình chụp ấy cũng kiểu nhá. Đây đúng không? Đi đi, nắng rồi, nắng rồi. Từ từ nhá. Sao sang một góc đi. Đẹp luôn. Nó rộng chưa? Anh đang giữ nguyên rồi đấy. Mày đi ra cho nó kiểu. Được.
Ôi sao tối thế? Nó đang nửa sáng rồi đúng không? Chị chỉnh nhá. Ừ. Mạch đâu? Ngồi đi. Cái đây không ai mà cúi hết không? Đây là Brad Pitt và Angelina Jolie. Dạ. Từ từ, bé ơi, từ từ. Ôi trời, con đây. Ok. Nửa can rượu chưa này thắt đi. Thế là đấy. Một lát nữa là hết. Thế là hết hết lửa can rượu rồi phải không? Ra nắng này đứng lúc chiều hết. Này, à, lúc chiều mấy anh em hết một ca này không ạ? Đây một ca rượu đúng không? Vâng. Hôm nay phải hết 5 ca. À, vợ chồng nhà nào có lấy ảnh lấy luôn này, mấy bước ở đây đẹp quá rồi. Quá. Sao rồi nhá? Đưa cho chị anh đi. Đi đâu cũng tham lam. Đi đâu bây giờ chỉ mua đất mua đai. Em là rất thích trồng hoa. Em là đi đâu chỉ thích mua để trồng hoa. Ui giời. Ui giời, đấy. Đẹp sống sắc luôn đấy. Có gió quá không? Không, cái này có tự chỉnh gió mà. Sơn ơi. Men dày hương.
nơi rào nắng hạt, cùi ánh mắt tôi bối rối em thối quá, toàn mùi phân lợn. Sợ chưa?
lợn dê. Cái cổng này chụp đẹp quá. Cái 15 là 15 không đỡ các bạn. Không biết nào. Đây có
Em vai vào được. Đi đi. Thế thì mình đi mấy ngày? Chung vòng mấy đây? 3 ngày 4 đêm. Lâu rồi lên. Chân anh ơi, chân lên luôn em. Mai nó phải. Có người đứng vô. Vô xịt qua ngõ lên nắng cho nó đẹp. Đẹp luôn. Mình cũng chụp à? Bắn tim nhá, nhóm mình chụp. Em cầm đi, anh đang quay tí. Sao lại phải lên lối ngoài? Lên lối nào? Chờ một tí, lên ngoài này. Đây là ai? Cái này mà. Này thì đánh hết 800 đến 900 đồng bạc hoa phẩy ạ. Tính đến bây giờ thì mỗi cái chân cột này sẽ rơi vào khoảng 800 đến 900 đồng bạc hoa phẩy. Nhiều quá, người ta chụp như này chứ. Ông chụp tôi một kiểu mình lên đấy. Không phải ông chụp mình này. Hạ dìm hàng mình thôi. Mình ở đây đấy. Anh ơi, cầm đây. Lên đi, lên, sao đây. Đỏ ông kia nó cũng chụp. Dìm hàng vãi. Ông toàn lấy đất chứ ông có lấy người đâu. Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhé. Được, bước ngang là được thôi anh, đạt yêu cầu thôi anh ạ. Bước dọc là bị chém vào hai hình. Hai hình hai bên là rất đẹp. Em về, bắt buộc phải lấy. Em về về xoáy à. Và chúng tôi lớn lên. Khi ngờ bắn cung tung nguyên cung còn cầm cây cầm bừa. Và theo thua dẹp và chúng tôi biết yêu hình như rừng khác yêu như hồ đói nói yêu như voi cầm sống như thác lũ sống như gió cuốn khi cuộc hành đá khi dần thành sông quanh năm vốc nước xuôi rửa mặt từ gương soi để mặt trời luôn cháy bỏng trong tim và chúng tôi lớn lên vì ngờ bắn theo thua dẹp bãi và chúng tôi biết yêu tình như rừng khác yêu như hồ đói nói yêu như voi gầm